video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em cách để mà anh em có thể phối một cái combo đồ ra giống như thế này nha. Nhìn rất là xịn luôn đúng không? Ok, thì anh em nào mà muốn biết cách phối đồ như thế nào thì anh em hãy cùng mình theo dõi hết video này. Thì đây là video phối đồ đầu tiên trên kênh của mình về chủ đề Roblox, cho nên là những bạn nào muốn mình phối theo cái chủ đề gì á thì anh em có thể comment ở phần bình luận, nếu mà mình thấy ok thì mình có thể phối theo cách của anh em nha. Ok, nếu mà anh em xem video của mình thì anh em hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh, cái đó là comment cái tên anh em lại để mà mình có thể gain được một bạn may mắn để mà kết bạn với anh em nha. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ sắp có là event tặng trái biển rồi, cho nên là anh em nhớ bật nút chuông lên nha. Để mà khi mình live stream á, anh em sẽ nhận thông báo và anh em sẽ quay xem. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu vào nội dung video nào. Let's go. Ok, thì trước khi vào nội dung video á thì mình cũng xin có một cái lưu ý cho anh em luôn, đó chính là cái cách phối đồ này sẽ không áp dụng được hoàn toàn trên cái tựa game là Blockfoot nha. Nó chỉ ứng dụng cho anh em vào những tựa game khác trên Roblox thôi, cho nên là những bạn nào á mà chơi Blockfoot 100% thì anh em chỉ nên tham khảo thôi nha. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ vào cho mình cái mục, đó chính là một trang cá nhân nha anh em. Thì không biết là của anh em là tiếng Việt hay là tiếng Anh, tuy nhiên thì anh em có thể là mò theo những cái mà mình đang làm nha. Vì của mình không biết sao mà nó để là toàn chữ tiếng Việt không anh em à. Nó mặc dù là mình để ngôn ngữ là tiếng Anh luôn á, nhưng mà cái này thì mình không biết nữa, anh em mà biết anh em có thể chỉ giúp mình nha anh em. Đó, thì ở đây thì anh em nào mà có cái skin mini body này rồi á thì anh em có thể trang bị vô tùy ý, tại vì cái skin này nó tốn phí, nhưng mà cái này của mình hướng dẫn anh em là không tốn phí nha. Không tốn phí cho nên là anh em cứ yên tâm. Đầu tiên anh em bấm vào cho mình cái mục, đó chính là tìm kiếm, và anh em gõ cho mình cái chữ đó chính là Turkey nha anh em. Đó, thì nếu mà những bạn nào mà có cái combo đồ, cái gói đồ Turkey này á thì anh em, nếu mà anh em có rồi thì anh em có thể lấy luôn. Tại vì lần trước á mình có hướng dẫn anh em cách lấy hơn 100 cái body miễn phí, trong đó có cái gói body này, thì ở đây mình có rồi nha anh em. Mặc dù ở đây là nó kêu mình mua 175 Robux nhưng mà mình đã có rồi. Ok, thì sau khi mà anh em có body đó rồi á thì anh em hãy vào cho mình cái phần đó chính là phần tùy chỉnh nha anh em. Ở đây thì anh em sẽ chọn cho mình một cái combo đồ mới hoàn toàn đi. Anh em kiếm cái combo đồ, đây mình lấy cái combo đồ của ba con này nha anh em. Đó, thì cái combo đồ mà mình hướng dẫn anh em mình sẽ tạm gọi đó là ba con cute nha. Đấy, ba con cute. Ok, thì ở phần đầu và thân á thì anh em sẽ chọn cho mình cái phần đó chính là chân trái và tay trái, ở chân trái và chân phải trước. Thì anh em chọn cho mình cái chân của cái con mà mình vừa mới chọn nha anh em á, chân cái con Turkey á, Turkey tới anh em. Đấy, ok, thì anh em chọn hai cái chân này nha. Hai chân này sẽ giúp cho chúng ta lùn xuống một miếng. Thì mình đã có thử cái chân này với lại những cái chân khác rồi, mình cảm thấy là cái chân này nó lùn hơn, cho nên là mình lấy. Ok, và tiếp theo thì chúng ta sẽ có là tay phải và chân phải nha. Thì cái tay phải và chân phải này thì chúng ta sẽ lựa cho mình những cái tay nào mà anh em cảm thấy mà là nó cục nhất và nó ngắn nhất á thì anh em lấy. Nó sẽ đảm bảo cho anh em là cái body nó sẽ đẹp và nó tròn trịa nhất có thể. Còn nếu mà anh em lấy cái body nào mà nó to quá thì nhìn nó sẽ hơi thô nha anh em. Ok, thì chúng ta sẽ có là như thế này đó. Còn về thân á thì anh em bấm vào cho mình cái phần thân nè, thì cái này tiếng Anh thì anh em có hai mò nha. Ok, thì chúng ta sẽ có là phần thân nha anh em. Phần thân thì anh em sẽ lựa cho mình cái thân nào đó mà nó nhỏ nhỏ một xíu là được. Để xem là chúng ta sẽ có cái thân như thế nào đây. Woman Toro đúng không? Woman Toro. Ok, anh em lấy cho mình cái thân này nha. Thì cái thân này mình thấy cũng ok á. Nhìn tới đây rồi thì mình thấy nó vẫn chưa có nhỏ đâu nên. Và sau đó thì anh em mới bấm vào cho mình cái phần trang phục nha. Phần trang phục này thì anh em sẽ chọn cho mình một cái áo. Ở đây thì mình lấy cái áo này nè. Đó, thì anh em muốn lấy cái áo nào cũng được, thì tùy mỗi người thì anh em sẽ có mỗi cái cách chọn áo khác nhau. Ok, và tiếp theo là chúng ta sẽ có là thân dưới đi. Thân dưới là cái quần, thì anh em sẽ chọn cho mình cái quần có chữ là Roblox. Cái quần này ở trong cửa hàng nó bán miễn phí. Đó, nó bán miễn phí nha. Và tiếp theo là giày trái. Giày trái thì chúng ta sẽ có một đôi giày tùy theo mỗi người anh em chọn thôi. Mình thích là đôi giày màu đen viền trắng nha anh em. Giày phải thì anh em cũng sẽ chọn tương tự. Thì chúng ta sẽ có một cái combo đồ nó kiểu như là nó gần hoàn hảo rồi đó. Đó, nó gần hoàn hảo rồi thì nó sẽ có như thế này nha. Thì đây là ở ngoài thôi, còn vô game thì nó sẽ khác nữa. Và tiếp theo thì anh em sẽ bấm vào cho mình cái phần trên đây nè anh em. Anh em có thấy mô tên không? Đó, thì anh em không, anh em bấm vào cho mình cái phần đầu và thân đi. Đó, thì đầu và thân nha, đó chính là Head and Body á. Thì sẽ có cái phần là vóc dáng, anh em chọn cho mình cái phần này nha. Và sau đó thì anh em hãy kéo cái này xuống chân góc cuối cùng nha anh em. Đó, để cho cái cơ thể chúng ta sẽ lùn bớt nha. Và cuối cùng anh em hãy chọn cho mình cái này. Anh em hãy kéo cái này xuống nhỏ nhất có thể. Đó, kích cỡ đầu nhỏ nhất có thể nha. Đó, và chúng ta sẽ có một cái combo đồ nhìn y chang như con nít vậy đó anh em. Đó, nhìn giống như ba con, gọi là ba con cute. Ba con anh em, đúng kiểu là ba con luôn.
Ok, và sau khi mà anh em đã làm xong những điều đó rồi á thì nó sẽ có một cái combo đồ này. Và bây giờ thì mình sẽ vào trong game catalog để mà mình test cho anh em xem. Thì game này là cái game để cho anh em thử cái trang phục này kia thôi. Thì nó sẽ có thể cho chúng ta cái độ chính xác nhất nha. Ok, và khi mà chúng ta phối xong thì chúng ta sẽ có một cái combo đồ như thế này nha anh em. Đó, nhìn nó rất là nhỏ luôn nha. Thì mình so với những cái combo đồ hoặc là những cái body khác của mấy thanh niên kia thì nhìn chúng ta nhỏ hơn rất là nhiều. Đó, anh em thấy không? Nhìn nhỏ hơn rất là nhiều luôn. Úi giời ơi, liên kia to quả trưởng luôn. Có thể coi như là đây một combo đồ mà chúng có thể giúp cho chúng ta nó lùng ngang những cái skin lùng luôn á. Nếu mà anh em không có skin lùng nha. Và đặc biệt là những cái combo đồ này mình là sưu tầm free trong gọi là cửa hàng cho nên là chúng ta sẽ không tốn phí nha anh em. Ok, nhưng mà nếu mà đổi sang game Lost Food thì sẽ như thế nào đúng không? Bây giờ mình sẽ vô Lost Food để mà mình test cho anh em xem. Nhìn nó kỳ lắm anh em à. Thật sự luôn, nó rất là kỳ luôn tại vì mình đã làm thử rồi. Mình cảm thấy là nó không phù hợp cho nên là mình không để vô cho anh em xem trong một lớp food đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trong một lớp food để mà cho anh em xem nha. Đấy, ok thì chúng ta sẽ có là cái bộ đồ đấy, anh em thấy bóng chưa? Khi mà vô một lớp food á thì nó sẽ không có hỗ trợ cái quần như anh em, nó sẽ không hỗ trợ cái quần và nhìn nó rất là kỳ anh em à, rất là kỳ luôn đó, và nhìn nó cao quả trưởng luôn anh em à. Đó thì nên là những bạn nào mà muốn chơi á thì em hãy sử dụng nè cái skin body này để mà em chơi những tựa game khác là ok nha. Ok thì đó là cái phần hướng dẫn của mình về cách để cho em có thể là phối ra được một cái skin body của con ba con phiên bản là Cute đó, phiên bản là mini á. Thì anh em nào mà xem video mình mà anh em thấy hay thì anh em có thể giúp mình một like, một đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi random ra một bạn may mắn ở trong video lần trước để mà cho anh em một slot các bạn nha anh em. Và vẫn như thường lệ thôi, nếu mà anh em nào muốn tham gia thì anh em cứ cần comment cái tên của anh em thì mình sẽ random trúng. Nếu bạn nào được chọn mình để mình lần chọn á thì anh em sẽ được một slot kết bạn nha. Tên bạn này là Tung KR55. Ok, mình sẽ tìm và kết bạn với bạn này. Đó. Thì đây là con chiều mà sắp tới thì mình sẽ là mua cái server VIP cho bằng chiều thì bây giờ đó, chưa có đâu nên là anh em cứ gọi là comment đi. Này nick con chiều tên là Vương Chiều nha anh em. Đó thì anh em muốn kết bạn trước á thì anh cứ gửi là mời các bạn đi, thì khi nào mà mình có gọi là khi nào mà mình có cho gọi là server VIP á thì anh em sẽ nhận được thông báo và anh em sẽ vào chơi server VIP của nó nha. Ok, còn nếu mà anh em nào mà muốn lưu cái body lại á, thì bấm vào cái phần nhân vật và anh em cộng cho mình một cái lưu mới nè. Và anh em đặt một tên bất kỳ, mình đặt số 1 đi anh em. Đó mình bấm lưu. Giờ cái này có rồi, đúng không? Ok, nó sẽ ra một cái combo đồ của chúng ta vừa mới lưu nè. Khi nào mà anh em muốn chơi thì anh cứ cần bấm vô đây để mà anh em chơi được rồi. Đó, ok. Thì mình sẽ chuyển lại cái body của mình. Cái body huyền thoại của mình ở đây mà. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đó thì hỏi video của mình nha. Nếu mà thấy video mình hay thì mình lên mình một like, một đăng ký kênh nha. Và đừng quên là hóng những video tiếp theo kênh mình cũng như là stream giveaway nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Bye bye.